Thưa quý vị, nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng chiều qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam, bà Pilar Mendez-Gimen đến thăm và làm việc tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố tại thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam, bà Pilar Mendez-Gimen đã dành thời gian đến tìm hiểu hoạt động và đời sống của các nạn nhân da cam tại đây. Thời gian qua, trung tâm đã tiếp nhận và chăm sóc 120 trẻ em tàn tật là nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh. Cán bộ công nhân viên tại trung tâm dành nhiều thời gian để hướng dẫn các bài tập kỹ năng, vận động, giúp trẻ em da cam từng bước phục hồi các chức năng. Lãnh đạo trung tâm mong muốn Đại sứ Pilar Mendez-Gimen với vai trò cầu nối sẽ kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân tham gia hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn Đà Nẵng, góp phần chia sẻ nỗi đau với những hoàn cảnh kém may mắn tại đây. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam, bà Pilar Mendez-Gimen chia sẻ với những khó khăn của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố, đồng thời cho biết sẽ kêu gọi nguồn lực để hỗ trợ trung tâm trong thời gian sớm nhất. Dịp này, Đại sứ Pilar Mendez-Gimen cũng đã có buổi giao lưu thăm hỏi động viên tặng quà cho các trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tại trung tâm. Trong không khí vui tươi ấm áp, những xuất quà đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho các trẻ em da cam, làm vơi đi phần nào những nỗi đau mà các em đang gánh chịu.